của nó tới mấy đầu lận, nó hai đầu lận nè, ba cái nè, cắm một đầu vô ba đầu. Cắm một đầu vô ba đầu. Ê, cắm một lỗ vô ba đầu. Cắm một lỗ. Phải không? Phải không? Cắm một lỗ vô ba đầu phải không? Cắm một lỗ vô ba đầu. Đó. Vậy coi nè, đây đây bên này bắn loa. Cái này cái gì đây? Biết là cục gì đây? Đó. Gì? Bơi qua đây, bơi qua đây. Bơi qua đây. Các bạn bơi qua đây, lát Cường hát cô hoàng quanh cho nghe nữa. Bơi qua đây, hãy bơi qua đây. Lát nữa Cường hát cô hoàng quanh cho nghe. Cái lỗ ra ba cái đầu này. Cái gì mà vô một lỗ qua đi con rồi vậy, quay hai đứa mình coi. Ủa gì vậy? Đây. Anh Nam Cường anh sẽ lấy cái nè, có người vô này coi like mà tôi cũng chạy qua bà Trúc tới bà Ly rồi giờ tới Nam Cường. Trời ơi, đi từ bên Cali qua đây. Kìa, bỏ chị Ly qua anh Nam Cường kìa, rồi tôi giận luôn. Đây ác minh gì đó. Xin lỗi các anh. Ồ quá tị mới tắt nhạc luôn. Ê, rồi. Đi kìa, tôi mới thấy nè, em mới bên chị Ly. Chào em, giờ quá chị quá anh Cường. Rồi Hana Lê, giận Hana Lê luôn nè, giận luôn. Bây giờ mấy em muốn hỏi về chị Ly, ví dụ như hôm nay chị Ly mặc ủa cái gì vậy anh Cường? Cường cái gì? Cường cái đồ đâu vậy? Đây, một người đàn ông đây siêu mẫu Lương Chung Kê. Người đàn ông rất là táo bạo nhất của bước chân hay có khi nào mình lo like cái mình cầm đi về không tính tiền không?